8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, hãy cùng Let's Việt ngược dòng thời gian để tìm hiểu những dấu ấn đáng nhớ và những câu chuyện thú vị về một địa danh lịch sử, một sự kiện nổi bật hoặc chân dung một nhân vật danh tiếng. Trong 30 phút, chương trình sẽ mang đến cho quý khán giả không chỉ những kiến thức bổ ích mà còn góp phần thắp lên ngọn lửa của tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Ngược dòng thời gian, 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần, duy nhất trên kênh Let's Việt.